chào anh em nhé. Giới thiệu anh em đây là một cái bộ mạch mic không dây tương đối là chất lượng. Thì sản phẩm này là đây là một cái sản phẩm mic không dây mới nhá. Đây là một cái sản phẩm mic không dây mới thì bên em đã có tháo ra kiểm tra thì phải nói rằng là chất lượng nó rất là tuyệt vời. Cái sản phẩm thì em đều có kiểm định, đều có kiểm tra để đưa ra thị trường cho anh em, để sao cho nó phù hợp với từng cái phân khúc. Phân khúc nào chúng ta cần xịn, cần chất lượng thì chúng ta cần phải có những cái chất lượng, đúng chưa ạ? Anh em có thể thấy rằng đây là cái sản phẩm đều là linh kiện, sử dụng đều linh kiện rất là tốt, đúng không? Đây mạ vàng này cho cái tiếp xúc rắc rất là tốt này. Đấy, tất cả này anh em nhìn thấy không đó. Thì cái sản phẩm này thì chất lượng thực sự mà nói là đã đang được bán rất là tốt trên thị trường rồi, nhưng mà em sẽ không nói sản phẩm này nó là sản phẩm gì. Thì theo nguyên tắc là chả một hãng nào hay một thương hiệu nào cho phép mình làm như này cả. Đấy, em đã tháo ra, em kiểm tra hết và tháo ra để thấy được rằng là một cái thương hiệu này họ làm rất là chất lượng. Và em cũng không nói nó là của thương hiệu nào, vì có nói thì bảo là tông bốc. Đấy, tông bốc thương hiệu đó. Nhưng mà đây anh em có thể nhìn thấy đây, mạch này anh em thấy không ạ? Giờ mặt sau này đó, thì đây nó là một cái thương hiệu mic không dây, mang lại được một cái chất lượng âm thanh và sóng rất là ổn định, chất lượng tiếng mic thì rất là hay. Anh em ai có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Sản phẩm mic không dây đây đó. Rồi, em xin chào anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Rất mong là được sự tin tưởng ủng hộ của anh em, và rất mong là sản phẩm này sẽ mang lại cái sự hài lòng cho anh em. Xin chào anh em.